Cô dâu 65 tuổi khoe bộ ảnh cưới cùng chồng ngoại quốc 24 tuổi. Loạt cử chỉ âu yếm ngọt ngào của cặp đôi đũa lệch trong lúc chụp ảnh cưới khiến nhiều người ghen tị. Cặp vợ chồng lệch tuổi nổi tiếng mạng xã hội, chuyện tình vượt biên giới của người phụ nữ Đồng Nai 65 tuổi và chồng ngoại quốc 24 tuổi gây bão mạng xã hội cách đây không lâu. Cô dâu là Nguyễn Thị Hoa đã có 5 người con, chú rể là Johnny đến từ Pakistan. Cặp đôi lệch tuổi quen nhau qua mạng xã hội vào năm 2018. Johnny cảm mến chị Hoa từ những bức ảnh trên Facebook nên đã thổ lộ tình cảm chỉ sau vài lần trò chuyện. Anh còn lặn lội sang tận Việt Nam gặp chị Hoa để chứng minh tình cảm của mình. Cặp đôi vừa thực hiện bộ ảnh cưới lãng mạn, còn chị Hoa từ đầu đến cuối đều khẳng định tình yêu với chồng trẻ ngoại quốc là cái duyên. Hơn 60 tuổi, con cái đều yên bề gia thất, chị không còn nghĩ đến chuyện lấy chồng. Nhưng vì tình yêu của Johnny quá lớn nên chị chấp nhận, giờ thôi kệ, vui ngày nào hay ngày đó và chẳng còn gì để mất. Cặp đôi đăng ký kết hôn khi Johnny sang Việt Nam, cả hai đã chính thức là vợ chồng và hiện sống tại nhà chị Hoa. Chuyện tình của cặp đôi chênh lệch 41 tuổi vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Người thì ủng hộ vì tình yêu không phân biệt tuổi tác, người thì cho rằng cả hai đều có mục đích riêng trong mối quan hệ này. Chị Hoa và chồng trẻ xóa tan tin đồn không hay bằng những tấm hình tình tứ trên mạng xã hội. Mới đây, cặp đôi còn thực hiện bộ ảnh cưới ngọt ngào và lãng mạn để chứng minh tình yêu. Sự ngọt ngào thể hiện rõ trong từng bức ảnh. Cặp đôi tìm đến một studio tại thành phố Hồ Chí Minh để chụp ảnh cưới. Họ thực hiện nhiều concept khác nhau, khi thì ngọt ngào lãng mạn với váy cưới trắng vest đen, khi thì trẻ trung năng động với áo sơ mi đôi giày thể thao. Người chồng ngoại quốc có nhiều cử chỉ âu yếm quan tâm vợ trong suốt buổi chụp hình. Anh Anton Phạm, người thực hiện bộ ảnh cưới cho hay, nhìn cách cặp đôi tương tác với nhau khi chụp hình, anh hoàn toàn tin tình yêu của họ là thật. Nếu không yêu nhau thật lòng, họ không thể tình cảm như thế được. Anh chồng ngoại quốc liên tục lau mồ hôi cho vợ, ôm hôn vợ. Họ còn đút kẹo cho nhau ríu rít và ngọt ngào, chẳng kém các cặp đôi trẻ. Chú rể thì điển trai lịch lãm. Cô dâu dù hơn 60 tuổi vẫn rất trẻ trung, tràn đầy sức sống, anh chia sẻ. Khi đến studio chụp ảnh cưới, cặp đôi mong muốn có bộ ảnh vừa dễ thương lại vừa sang trọng và quan trọng nhất là làm sao để thật tươi trẻ. Cặp đôi hoàn toàn hài lòng với bộ hình cưới nhận được.